Đức Giêsu chữa con gái người đàn bà Canaan. Matthew chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon. Thì này, có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu nài. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Kính chào ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 18, thường niên 5B. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đi về phía thành Tia và Sidon, và có một người phụ nữ Canaan, nghĩa là một người phụ nữ dân ngoại, thành Tia và thành Sidon, nghĩa là vùng dân ngoại đối với người Israel. Và người phụ nữ này đã chạy đến với Chúa Giêsu và kêu cầu lấy Chúa Giêsu là hãy chữa người con gái của bà, bởi vì người con gái của bà bị quỷ ám khổ sở lắm. Chúa Giêsu lặng thinh. Và bà kêu cầu lần nữa thì Chúa Giêsu nói là thầy chỉ được sai đến với con cái nhà Israel. Nhưng bà thưa lên lạy thầy, xin cứu con gái tôi. Chúa Giêsu lại nói một lời dường như rất nặng nề. Không nên lấy bánh mà cho chó con. Bà ấy thưa rằng, thưa thầy, thì những con chó nó cũng có thể được những mảnh vụn ở dưới bàn của chủ nó. Và khi ấy Chúa Giêsu nói, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy. Và người con gái của bà đã được khỏi bệnh. Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, mỗi khi chúng ta, gia đình của chúng ta có một điều gì đó, chúng ta chạy đến với Chúa với tất cả lòng tin của chúng ta, nhưng mà chúng ta không đạt được những điều mong mỏi ấy, lòng tin của chúng ta bị thử thách. Rất nhiều anh chị em đã bị thử thách lòng tin thật sự khi mà những điều dường như là tốt đẹp, những điều chính đáng chạy đến với Chúa mà dường như Chúa thinh lặng. Lời Chúa hôm nay gợi ý cho chúng ta rằng chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện và Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đôi khi lòng tin của chúng ta bị thử thách như thế, nhưng mà chính lúc ấy chúng ta được mời gọi hãy kiên trì tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, nhất là những điều liên quan đến ơn cứu độ, sự sống đời đời của chúng ta, của những người thân yêu chúng ta, của anh chị em chúng ta. Thiên Chúa sẽ không lạc ngơ và Thiên Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Điều quan trọng là chúng ta đặt niềm cậy trông nơi Ngài, tin tưởng nơi Ngài. Hãy gõ thì cửa sẽ mở, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Chúa Giêsu đã nói mỗi người chúng ta như vậy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, xin cho chúng ta biết đặt niềm cậy trông nơi Chúa, nhất là khi chúng ta gặp những gian nan, thử thách, những thất vọng ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu là Thầy của chúng ta, là Đấng cứu độ chúng ta. Xin cảm ơn ông bà và anh chị em.